Miệt Vườn xin kính chào bà con. Hôm nay đến với nội dung video clip hôm nay, anh Nguyễn xin chia sẻ cho quý bà con và anh chị em một cái chai thuốc để kích thích được cái lưỡi mèo và cái trái dừa chúng ta nó đạt như vậy, nó đậu được tôi là 90% ha. Thì cái dừa chúng ta thường thường cái mùa nắng á, mùa mưa mùa nắng á, thì nó teo trái, mùa mưa thì nó nứt trái, nổ trái và nó rụng trái non. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bà con một cái loại thuốc, bà con nhớ lưu ý nha, một cái loại thuốc để kích thích được lưỡi mèo vào mùa mưa ha. Mùa nắng bà con sẽ ok luôn, tại cái này là dạng kích thích lưỡi mèo, nó tăng cái hàm lượng dinh dưỡng canxi, chất bo và chất kali có trong cái phân đa trung vi lượng trong cái thuốc ha. Thì trước khi vào với giới chính, mình cũng xin bà con bấm cho mình một like hoặc một lượt đăng ký để khích lệ tinh thần cho Minh Nguyễn ha. Rồi, xin mời bà con vào xem video, và trước khi xem và xem video thì Minh Nguyễn sẽ review cho bà con trước những cái cây dừa mà Minh Nguyễn nói là đã đạt được trái rất là nhiều so với những cái kinh nghiệm cái vườn khác thôi, chứ mình không nói là mình vườn mình siêu trái nha. Đó, thôi mời bà con vào xem giới chính nha bà con. Đây mình xin review trước cái thành quả của cái vụ sử dụng mà sử dụng thuốc nha. Mình cũng có này đưa ra cái tuyệt chiêu nữa, mình chia sẻ rất nhiều với cái loại thuốc để giúp cây dừa chúng ta được ra năng suất trái nhiều. Thì mình hôm mình video trước mình có chia sẻ cho bà con là phân, đi phân ha. Hôm nay mình đưa ra cái loại thuốc để kích thích cái lưỡi mèo cho cái dừa mà chúng ta nó đạt trái nhiều á. Bà con có như mình đâu phải cái dừa mà bà con muốn ra trái vậy là nó dễ đâu. Có nghĩa là mình cũng phải sử dụng cái loại thuốc để kích thích cái lưỡi mèo. Có nghĩa là nó bổ sung cái hàm lượng dinh dưỡng canxi, kali, chất bo trong cái thành phần của cái cây dừa, nó cần những yếu tố đó, cây dừa nó mới phát triển tốt ha. Mình sẽ quay review cho bà con cái vườn dừa của mình, rồi mình sẽ giới thiệu cho bà con một cái chai thuốc đó để bà con tìm mà nghiên cứu cái vườn dừa của mình. Đây mình review cho bà con thấy cái mấy cái dừa của mình trước nha bà con ha. Đó, cho bà con thấy trước cái thành quả dừa trước nha, cái thành quả trước nha bà con. Đó, như vậy nè bà con thấy không, rất là đẹp, trái ok luôn nè, từ đầu tới cuối luôn mà con thấy không. Đó, mình làm cái gì cũng vậy, mình phải nhất nước nhì phân tam cần với tứ giống, thì mình áp dụng được cái những yếu tố đó thì nó cái dừa mình sẽ được trái nhiều thôi. Còn cái thứ nhất nữa bà con lưu ý nha, hay lưu ý cái khoảng cách của cái cây dừa. Bà con khi bà con trồng dừa đó, bà con cũng quên cái sự mà cân bằng được cái khoảng cách đó, giữa cây này cây kia, để cho cái dừa trong nó có thông thoáng được, có cái ánh sáng đó bà con. Chứ bà con mà trồng dừa mà cái phạm vi nó gần quá, thứ nhất nè, nó chiếm cái diện tích đất nó không có đủ ánh sáng, cho nên những cái dừa trong á nó không có trái. Còn cái thứ hai nữa thì nếu mà cái đất cái liếp chúng ta nó bị ngang nhỏ quá, mà con trồng nhiều cây quá thì nó sẽ cái dừa là cái dạng cây lâu năm, nó ăn hết đất á, nó ăn hết đất thì nó sẽ hết dinh dưỡng, cho nên nó cũng ít trái. Thì bà con cũng nghiên cứu là cái vụ đó. Thì Minh Nguyễn cũng chia sẻ trong mấy video clip trước rồi đó bà con, là cái dừa mình muốn đạt được cái trái nhiều thì cái diện tích đất cái cây cách cây bà con trồng tối thiểu từ 5,5 m đến 6 m nha bà con, đừng có trồng thưa quá. 7 m thì nó thưa thì nó tốt, nhưng mà cái số cây không có thì cái số buồn nó cũng tính ra nó cũng không có bao nhiêu ha. Trồng diện tích nếu mà đặc biệt cái dừa là nó chịu một mình nó thôi, bà con lưu ý á. Còn bà con lấy rắn nuôi dài là bà con trồng những cái cây như cây chuối, cây chanh, cây tắc đó được. Còn như bà con trồng những cái cây như là cây bưởi hay là cây mít hay là gì là không được nha bà con, tại cái cây đó là cái tàn lớn quá. Cho nên bà con lưu ý cái phần đó, nhất là cái phần mà cái diện tích nào bà con thấy không, Nguyễn trồng khoảng cách là đó là 6 m nè, 5,5 m 6 m có nè,
nhưng mà cái phạm vi đó là rất ok này nha bà con. Bà con đừng có trồng mà gần quá. Đây mình quay cho bà con thấy luôn những cái vườn kia nha, cái đầu bánh cho bà con thấy ha. Rồi mình lát sẽ đi chia sẻ cái loại thuốc tiệt chiêu nữa. Thì vừa qua là hàng Uron, AMEO là nhiệm vụ đậu trái, ra trái là lớn trái ha. Thì còn này là kích thích cho được cái lưỡi mèo luôn, hay chỗ đó đó nha con. Này cái chai này là có chai hãng AMEO. Lát mình sẽ đưa lên trong gần cuối video mình sẽ đưa lên cái hiệu thuốc đó cho bà con thấy. Để cho mình quay tua vài cây nữa cho bà con thấy để cho bà con nắm được cái dừa mình nó đạt được cái thành quả cao cỡ nào. Đó thì mình cũng áp dụng thành công. Thì cái thứ nhất là mình đi phân. Thì riêng chỗ cái thổ nhưỡng bà con sao không biết chứ mình ở đây mình đi 20 25 đầu trâu của bà con. Thì cứ 21 ngày bà con cho nó ăn một chén phân vậy đó. Là nhiêu đó thôi là đủ rồi. Đâu cần gì nhiều đâu bà con. Nè. Nguyễn quay cho bà con thấy cái đây đứng từ xa bên Nguyễn thấy quay cho bà con thấy luôn đó nha. Ừ, điều không? Trái điều đứng rắc luôn nha bà con. Đó, bà con thấy chưa? Ừ. Trái nó đều đang rắc luôn. Mùa này có rất là nhiều bà con đang đau đầu vụ mà sao nó đen bông, rụng trái. Thì mình cũng chia sẻ luôn. Tại cái dừa của bà con để một cái thời gian nó mất cái dinh dưỡng quá, cái dừa nó suy. Thành ra nó không có khả năng đậu trái được. Nó sẽ gây đen bông. Đó, với cây dừa của bà con bị bệnh á, nhất là nấm bẹ, nấm trắng á, nấm mốc á, thì nó sẽ gây ra cái dừa chúng ta hạn chế được cái sự thụ phấn của trái. Đó, cho nên mình cái gì như vậy, mình muốn đạt được thì thứ nhất phải phòng bệnh, ngừa bệnh cái sâu bệnh trước. Nhất là đuông, nha, cái con đuông. Con đuông là nguy hiểm nhất cho cây dừa, con mùa hung, con kiến dương đó bà con. Đó. Trị được cái con đó thì cây dừa chúng ta nó sẽ ok. Đây, mình sẽ quay đại khái vài cây nữa ha. Cái mình trả lại mình chia sẻ cái thuốc cho bà con nắm ha. Đó là thuốc kích thích lưỡi mèo, ra lưỡi mèo, tăng đậu trái. Tăng đậu trái luôn nha bà con, to trái luôn nha bà con, lớn trái dừa luôn đó. Nó là cái loại thuốc lớn trái dừa, to trái dừa luôn. Nó là có thể bà con xài một chai đó là nó có công dụng là lớn trái dừa, to trái dừa. Ha. Kích thích lưỡi mèo, ra lưỡi mèo, trị đen bông, khô bông, rất là hiệu quả. Mình từng áp dụng lên cái thuốc đó. Hôm nay mình chia sẻ cho bà con lên luôn, không có giấu giếm gì đâu. Mình nhà nông mà có gì chia sẻ hết để mình có niềm vui, bà con cũng có niềm vui đúng không? Sống cuộc đời này mà phải chia sẻ, chia sớt nhau những cái gì mình biết được để cùng nhau phát triển được kinh tế ngoài cuộc sống mình, nhất là cây dừa. Có những anh em cô chú trồng cái cây dừa, trồng hàng hecta luôn nhưng mà thu nhập không bao nhiêu, vì lý do là như đôi khi mình xin lỗi không biết cách chăm sóc á, thì ra cái thu nhập không cao thôi. Chứ thực tế một mẫu dừa bà con một thu nhập hàng tháng cũng đều là cũng kiếm hàng mấy chục triệu phải ra đó nha bà con. Đó. Đây dừa này là mình nay được là 5 năm rồi nha bà con, dừa 5 năm nè, vẫn xài kích lưỡi mèo, kích thích. Nè, bà con thấy không? Cái đọt nó ra nó nở ghê không? Đó, bà con thấy chưa? Một nách là một lưỡi mèo, một lá, một nách lá là một lưỡi mèo. Nè. Tua cho bà con thấy nè. Cái trái non ở đậu nè bà con. Cực kỳ hiệu quả luôn. Bà con lấy chai thuốc đó về bà con xịt thứ rồi. Là thứ bà con cũng y vừa Minh Nguyễn thôi. Nè. Ý mà Minh Nguyễn có để vừa khô nữa nè, bà con thấy không? Để vừa giống nè. Để khoảng 1.000-2.000 nè bà con. Chia sẻ cho bà con gần xa vậy đó. Đây nè, mình sẽ quay tua lại cái đây nữa bà con. Thấy chưa? Đây. Quay cho bà con thấy trái non ở đậu nè, đâu có rớt đâu, thấy chưa? Không rớt trái non, không rụng trái non luôn. Mình có bí quyết chia sẻ thuốc cho bà con hôm rày cái cách đi phân, quan trọng cái phân nữa nha bà con. Nè, có thấy không? Đó. Đậu trái ghê mà buồn dưới nè. Đây là buồn dừa giống nữa nè.
Mà con thấy không, đây là bùn dừa giống rồi nè. Nè, đó. Dừa giống rồi nè, thấy chưa? Mà vẫn đậu trái nhiều. Tại do mình xài thuốc đúng cách, đúng quy cách thôi nè. Bùn chỉ nè, mình mới cắt rồi, ổng rồi đây nè, chứ mà mình nếu mà mình không cắt mà con thấy mình ham nữa. Mới cắt đợt chủ nhật rồi. Nè, con thấy trái không? Đó. Ghê không? Mình quay nữa cho bà con vài cây nữa mới thấy nha bà con ha. Không phải mình quay lên mình phe để mình nói mình giỏi, mình trồng dừa giỏi, ẩn cho bà con hái dừa trái nhiều rồi bà con mới theo dõi mua thuốc mình, không có mình chia sẻ mục đích là để cho bà con biết cái thành quả trước rồi những cái thuốc á, cái phân mình chia sẻ coi theo cái làm theo cái liệu trình của mình á là nó đạt được kết quả cỡ nào. Đó này mình thực dụng trên cây dừa của mình. Thấy không? Đây nè bà con thấy không? Đó. Đó bà con thấy trái quần quại không? Đó mình quay nãy giờ rất là nhiều cây chứ không phải là một hai cây này nha bà con. Rồi giờ bắt đầu mình đi về chia sẻ cái loại thuốc đó nha bà con. Đó như Minh Nguyễn nãy giờ cũng đã review cho bà con thấy những cây dừa mình đã được rất là nhiều trái ha, mình áp dụng rất là thành công. Thì mình cũng xin chia sẻ cho bà con, đâu phải bà con xịt một cái chai thuốc, xịt thuốc vô mà nó đậu trái liền. Tại bà con hết mỗi sợ tại sao chia sẻ thuốc mà bán thuốc tôi xịt vô cũng trơ trơ không đậu trái, là một phần này cũng do bà con thôi. Có nghĩa là mình xịt thuốc vô á là từ từ nó mới hấp thụ pha thuốc được, nó mới đủ cái dưỡng chất, trái nó mới đậu. Có nghĩa là mình xịt thuốc phải từ đầu, ngay từ giai đoạn đầu, ngay từ khi mà cái lưỡi mèo nhú lên đầu tiên. À, nhất là cái dừa tơ cũng vậy bà con, và kể cả cái dừa mà trưởng thành luôn, dừa từ 5 năm nó lên đã dạng là trưởng thành, thì bà con xịt thuốc là phải xịt từ cái lưỡi mèo nhỏ ha. Bà con xịt phải xịt qua lá luôn, trên lá cái phần bà con đếm đi 7-8 lá trên đọt á, bà con khò cái bình mạnh, bà con bắn khò lên đó thì thuốc nó sẽ nhiễu xuống những cái tàu lá dưới ha, thì nó hấp thụ qua lá kiểu bằng phân bón lá đa trung di lượng là chỗ đó. Rồi bắt bà con mới xịt vô những cái yếm dừa nè, cái thân dừa và cái mô nang và những cái trái non đó, và những cái trái mà nhỏ nhỏ có vậy bà con cứ xịt hết vô tư. Còn những mà trái gần tới thu hoạch rồi bà con hạn chế không xịt vô nó, có nghĩa là những trái đó đã định hình rồi, định dạng cái trái nó cỡ vậy rồi. Còn bà con không bao giờ bà con xịt như cái trái cỡ cái chén mà con xịt ra cỡ cái tô là không được nha. Minh Nguyễn cũng chia sẻ thực tâm cho bà con, thì bà con cứ khò lên những trái non, những trái trái non rồi trái mới trổ lưỡi mèo và cái lá phần trên đọt bà con khò xuống. Thậm chí nếu mà bà con có dư thuốc thì bà con khò đại xuống gốc, nó dạng đa trung vi lượng rất là tốt cho cái cây trồng ha. Thì bà con xịt thuốc định kỳ cho mình á, thì nên nhớ nha bà con, đừng có lạm dụng nó quá, đừng có ham xịt mà nhiều quá, đừng nói xịt nhiều nó đậu nhiều. Thì cái nhà nghiên cứu, các nhà sản xuất thuốc ra nó cũng nói từ 7 đến 10 ngày ha, tùy theo cái dừa, từ 7 đến 10 ngày là tùy theo cái dừa chúng ta sinh trưởng phát triển sao. Nếu mà dừa chúng ta đậu trái nhiều thì 10 ngày đến nửa tháng, thì ở đây Minh Nguyễn xịt là nửa tháng, hai tầng là Minh Nguyễn đã xịt một lần rồi. Thì cái kỹ thuật pha thì Minh Nguyễn đã cũng có chia sẻ cho bà con trong cái nội dung, trong cái những cái đơn thuốc mà bà con đã đặt mình á, mình chia sẻ rất là kỹ lưỡng, bà con áp dụng theo đó mà sử dụng là rất ok. Đây hôm nay mình nói tới cái hiệu thuốc rồi, nãy giờ mình review mình nói, giờ mình đưa lên luôn nè bà con thấy kỹ nha. Này nè, lớn trái dừa 99 nè, bà con chụp lại hình, bà con có đặt thuốc thì nói mình chụp hình cái hình thu nhỏ lại, chụp cái hình toàn màn hình là bà con gửi mình. Nó có công dụng là ra lưỡi mèo ha, nó kích thích được cái lưỡi mèo từ cái giai đoạn đầu, nó dưỡng luôn cái lưỡi mèo bà con. Bởi cho nên cái trái dừa chúng ta nó khi nó trổ ra rồi nó tỷ lệ nó đậu được tới 90% lận. Còn những cái thuốc dưỡng kia thì bà con đợi nó trổ ra thì nó đậu được có 80% thôi. Còn đặc biệt á, thằng lớn trái dừa ra lưỡi mèo nè, nó hay cái chỗ là được kích thích được cái lưỡi mèo. Bà con cái dừa bà con mới sinh trưởng đầu tiên ra cũng như là dừa tơ á, chừng 2 năm rưỡi á, thì nó thường thường dừa Mã Lai nó 2 năm rưỡi nó sẽ ra cái trái chiến á, là có trái uống nước rồi ra lưỡi mèo rất là đều đó nha. Thì bà con xịt này vô, nói chung có nhú lưỡi mèo giờ lên là bà con đã kích thích lưỡi mèo rồi, thì nó sẽ rất là ok nè. Nó là lớn rồi là nó kích thích lưỡi mèo nè, tăng đậu trái cho con chống mà nó tăng đậu trái nè, nó tròn trái, nó dày cơm, dày cơm ngọt nước nha bà con.
chống rụng trái, khô đen nước trái, tăng hương vị đậm đà. Đó, thì trong đây nó có những cái thành phần đăng ký hỗn hợp như là chất bo nè, chất canxi nè, chất phốt pho, tỷ trọng là nó có rất là nhiều trong cái chai này. Trong đây nó chỉ mình pha là 20 đến 25 ml cho bình 16 lít tùy từng loại cây và các thời kỳ sinh trưởng khác nhau mà liều lượng pha cho phù hợp, phun ướt đều lên cành trái. Thì cái chai này, cái chỉ định của nó là chai này 500 ml pha được 2 phi 200 lít, có nghĩa là 400 lít nước đó. Nhưng mình áp dụng thực tế mình xài thì trong đây nó nói là tùy cái giai đoạn phát triển của cây, còn trong đây là chỉ nó nói là chung chung ha. Thì có thể là bà con xịt từ 400 mà con xịt xuống còn 200, đó là tùy theo cái giai đoạn phát triển của cây. Có nghĩa là mình trong cái bình, trong cái tỷ lệ nó cho là pha 20 đến 25 ml cho bình 16 lít. Thì mình về có thể là bình 16 lít bà con pha tới 50 hoặc là 40 ml cho bình 16 lít vẫn được, ok ha. Thì Minh Nguyễn áp dụng tất cả các loại thuốc như vậy. Mình thực dụng rồi, mình thí nghiệm rồi. Mình xài theo cái công thức của cái chai này thì nó cũng rất ok. Rất là ok đó, không phải là nó không ok, nhưng mà mình tăng lên chút nữa càng ok hơn nữa, càng tốt, rất là tốt. Đó, thì thành ra đó mình tin tưởng cái loại thuốc này, thấy hiệu quả mình đưa lên cho bà con. Đó, là lúc trước có cái mẫu là mẫu màu chai màu xanh, thì hôm nay là đổi mẫu mới là chai cái màu vàng. Nè, nút màu vàng. Của hãng là Abio Việt Nam. Bà con biết mà nếu bà con xài thuốc dưỡng trái, tất cả các loại thuốc dưỡng là bà con biết cái công ty ABO Việt Nam là cái công ty rất là lớn, nó là chuyên sinh học á, chuyên gia là chế ra những cái loại thuốc rất là hiệu quả. Rất là nhiều bà con đã tin dùng hãng ABO Việt Nam này ha. Thì bà con có đặt thuốc thì liên hệ với Minh Nguyễn qua số Zalo là 082 9466 137, hoặc là liên hệ số gọi trực tiếp 033 4099 707, thì Minh Nguyễn sẽ giao hàng cho bà con trên toàn quốc ha. Mình không nói giá cả, thì nếu mà bà con có đặt hàng thì bà con cứ mình Zalo mình thì mình sẽ nói giá. Nếu mà giờ mình nói giá thì nó sẽ bị mất cái lượt tương tác của mình ha. Mình bà con cũng thông cảm nha. Đó, là ra là cái hiệu thuốc là lớn trái dừa 99 là ra lưỡi mèo. Tăng đậu trái, tròn trái, dày cơm ngọt nước, và chống rụng trái, khô đen nước trái, tăng hàm lượng vị đậm đà. Đó, chiên trong cây dừa nha bà con. Đừng nói chiên gì cây dừa, bà con sẽ lấy cái này bà con xịt bưởi nè, xịt xài, xịt ổi, xịt tất cả các loại cây trồng luôn, chứ không phải đi cây dừa, nhưng mà nó đặc trị là bên cây dừa nó rất là tốt. Đó, bà con thấy không? Đó, bà con thấy chưa? Đó, mình chia sẻ cho bà con nội dung cũng tới đây thôi ha. Thì bà con có nhu cầu đặt hàng thì alo mình, thì mình sẽ gửi hàng cho bà con trên toàn quốc nha. Thôi, cũng chào bà con.